Tại lễ trao giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam, Vietnam Digital Award VDA 2022 diễn ra tối qua ở Hà Nội, Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế IOC vinh dự giành được giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2022 ở hạng mục doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc. Nền tảng số hóa dùng chung tỉnh Thừa Thiên Huế là một nền tảng số dùng chung hình thành kho dữ liệu số toàn tỉnh, cho phép thu thập, trích xuất, chuyển đổi, chuẩn hóa, lưu trữ, quản lý, từ đó phục vụ triển khai chính quyền số và dịch vụ đô thị thông minh. Hệ thống làm việc với đa dạng loại dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, có khả năng tùy biến linh hoạt, phục vụ đa dạng các loại hình dữ liệu. Thao tác tạo lập đơn giản giúp các ngành dễ triển khai số hóa dữ liệu theo các nhu cầu khác nhau, đáp ứng giải quyết cả dữ liệu quy trình lẫn dữ liệu chuyên ngành. Nền tảng này được thiết kế, xây dựng và phát triển bao gồm 4 phân hệ chính gồm dữ liệu chuyên ngành, dữ liệu quy trình, dữ liệu khảo sát và dữ liệu dịch vụ công. Đến thời điểm hiện tại đã có gần 30.000 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trên địa bàn tỉnh đang sử dụng nền tảng số hóa. Việc xây dựng, phát triển và đưa vào vận hành nền tảng số hóa dùng chung tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, là bước quan trọng hàng đầu trong tiến trình chuyển đổi số nói chung và công tác chuyển đổi số tại mọi cơ quan đơn vị nói riêng.